Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm đến kênh của em Tuấn Hưởng Audio. Và ngày hôm nay, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu cho bác ba chiếc đầu Soli. Ba chiếc đầu Soli này thì phải gọi là ba trong một các bác nhé. Các bác thì có thể chạy được đĩa MD này, có chế độ thu phát này. Đấy. Các bác thì có thể chạy đĩa MD có chế độ thu phát, các bác có thể muốn nghe hoặc là thu những cái bản nhạc yêu thích của mình, và đặc biệt là cũng có tích hợp giải mã DAC. Các bác thì có thể bắt cổng quang từ trên TV xuống, các bác thì có thể xem YouTube. Và một cái điều đặc biệt trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang muốn nói đến là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đã chuyển đổi cũng như là nâng cấp lên là các bác có thể là bắt được Bluetooth từ ngoài điện thoại cũng nhờ tín hiệu khác các bác nhé. Đấy. Các bác đã nhìn thấy thì ba con đầu Sony này thì là đều là rất là đẹp các bác nhé. Có model Zia 33ES và Zia 50ES mặt đen. Cũng nhà con này thì có mặt đen và con bên dưới này cũng có cùng model Zia 50ES mặt vàng gold. Ba chiếc đầu này thì hoạt động đầy đủ tất cả các chức năng các bác nhé. Đấy. Rất là tiện lợi khi các bác sử dụng, các bác thì bắt từ điện thoại này hay là các bác có thể kết hợp từ cổng quang DSC rất là tốt. Bác có thấy thì từ mặt mũi này hay cho đến các sườn, các cạnh không hề bị móc méo hay là bị sứt mẻ gì các bác nhé. Đấy, mặt mũi rất là đẹp luôn, các thành này, vuông thành rất cạnh này. Con này thì rất dễ sử dụng các bác nhé. Khi các bác bắt cổng quang thì các bác chuyển về cho em là đường optical 1 hoặc optical 2. Đấy, bắt đường đồng trục coaxial này. Các bác muốn bắt Bluetooth thì các bác chuyển sang đường analog này. Đấy, đường input là đường vào của bác nhé. Đấy. Ba con đều như một, tất cả các cổng đều như nhau. Và đây cũng như là phần hậu các bác nhé, phần hậu của ba chiếc đầu Soli. Đấy. Cái đường này là các bác bắt từ cổng quang từ trên TV xuống các bác nhé. Đấy, cái này cổng quang ra này, in vào này, out ra này. Đấy. Đường này là đường line analog. Đấy, khi các bác bắt giải mã DAC từ trên YouTube từ qua TV này, các bác cắm vào nguồn cổng optical 1 hoặc optical 2. Đấy. Khi các bác thì có thể là khi đường ra của nó là cái đường output rồi các bác nhé. Đấy. Đường ra là các bác có thể cắm vào âm ly này, rất là dễ các bác sử dụng. Và ba con đầu Soli giải mã này thì đều sử dụng với là nguồn điện là 100V. Đấy, hàng Made in Japan, vẫn còn nguyên tem mác của Nhật các bác nhé. Và tiếp đến với phần báo giá của ba chiếc đầu Soli giải mã là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang để cho bác với cái mức giá là cái con đầu Soli Zia 33ES này. Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang để cho các bác với cái mức giá là 10 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đầu Soli Zia 50 mặt đen, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang để cho các bác với cái mức giá là 13 triệu 500 nghìn đồng. Và chiếc đầu Soli Zia 50ES mặt vàng gold là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang để cho bác với cái mức giá là 15 triệu 500 nghìn đồng. Và trong cái mức giá này là cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đã bao gồm phí ship toàn quốc cho bác rồi đấy ạ. Và cũng như là các bác nào có đang xem kênh của em Tuấn Hưởng thì xin cho em Tuấn Hưởng xin một đợt like cũng như là một nút đăng ký góc phải bên màn hình. Và video clip ngày hôm nay cửa hàng bên em xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.